Liêm xin kính chào quý khán giả, quý nhà nông đang theo dõi chương trình Thời tiết Thủy văn được phát sóng định kỳ vào lúc 18 giờ 30 phút mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Phạm Phát Nông. Bà con thân mến, những ngày cuối tháng 3 vừa qua, mặc dù nắng nóng duy trì nhưng mà một số nơi lại xuất hiện mưa trái mùa và diễn ra nhiều ở khu vực miền Đông cũng như là một số tỉnh miền Tây giống như là Kiên Giang, Hậu Giang cũng như là Cần Thơ vân vân, gây cho bà con mình trở tay không có kịp. Vậy thì diễn biến tiếp theo của thời tiết những ngày đầu tháng 4 này, từ ngày 3 cho đến ngày 9 tháng 4 năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng với Tú Liêm kết nối với thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên gia thời tiết đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhé. Dạ, Tú Liêm xin kính chào cô ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Thưa cô, thời tiết những ngày giữa tuần này, từ ngày 3 cho đến ngày 5 tháng 4 được dự báo như thế nào ạ? Hiện tại thì rãnh thấp có trục ở vào khoảng là từ 25 cho đến 27 độ Vĩ Bắc. Nó với vùng áp thấp nóng có xu hướng mở rộng và phát triển về phía đông. Và trong những ngày giữa tuần từ thứ tư đến thứ năm là ngày 3 và ngày 4 tháng 4 thì cái áp thấp nóng sẽ tiếp tục mở rộng hơn về phía đông nam. Do đó mà không những khu vực Nam Bộ mà khu vực miền Bắc có cái nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi sẽ đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 36 cho đến 39 độ, có nơi trên 39 độ là ở cái khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như là khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên. Độ ẩm trong không khí thì xuống thấp từ 35 cho đến 45%. Còn đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì trong những ngày giữa tuần, cái nắng nóng với nền nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 35 cho đến 38 độ. Riêng cái mức 38 độ thì chủ yếu là tập trung ở cái khu vực các cái tỉnh miền Đông. Nắng thì lên khá sớm và kéo dài cho đến chiều tối. Thời gian nắng nóng là từ 12 giờ cho đến 16 giờ. Trời khá là oi bức vào giữa trưa. Cho nên là bà con cũng nên hạn chế ở ngoài trời nắng nóng quá lâu. Nên bổ sung cái lượng nước đầy đủ để tránh say nắng cũng như là đột quỵ xảy ra. Còn vào ban đêm thì là không mưa, nhiệt độ thấp nhất thì sẽ dao động ở mức là từ 23 đến 26 độ. Như vậy là nắng nóng gia tăng gay gắt trong những ngày giữa tuần và đêm thì lại không có mưa. Và chắc chắn là thời tiết này sẽ gây khó chịu cũng như là nắng nóng có thể gây khó khăn trong canh tác của bà con mình. Không biết tình hình nắng nóng này đến cuối tuần cũng như là đầu tuần sau có giảm không thưa cô? Về những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái áp thấp nóng ở phía Tây sẽ bị nén bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc. Do đó mà cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì sẽ nắng nóng tiếp tục duy trì và có cái xu hướng sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Riêng miền Đông thì là sẽ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ ở cái mức là từ 37 cho đến 38 độ. Còn đối với khu vực miền Tây thì phổ biến ở mức là từ 34 cho đến 36 độ, có nơi sẽ trên 36 độ. Còn ban đêm thì cái nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 27 độ. Ban đêm thì là trời không mưa. Do đó mà cái sự chênh lệch giữa cái nhiệt độ và ngày và đêm khá là lớn thì bà con cũng cần lưu ý đến những cái bệnh mà liên quan đến đường hô hấp cũng như là tim mạch. Như vậy là không những không giảm mà còn tăng cả về diện và lượng nữa. Như vậy thì bà con chúng ta cũng cần cẩn trọng hơn. Và có thể nói là tình hình nắng nóng năm 2024 này rất là dị thường. Như vậy thì trong những ngày sắp tới là chúng ta phải chú ý về sức khỏe cũng như là những cái thao tác canh tác. Về thủy văn và xâm nhập mặn đầu tháng 4 được dự báo như thế nào ạ? Còn đối với mực nước trên sông Tiền và sông Hậu trong tuần tới thì biến đổi chậm theo chiều và có cái xu thế là lên dần trong những ngày cuối tuần. Mực nước cao nhất tại Tân Châu ở cái mức là 1,3 m, còn tại Châu Đốc thì là 1,5 m, cao hơn so với cái trung bình nhiều năm là từ 0,1 cho đến 0,15 m. Còn đối với mực nước thủy triều tại trạm Vũng Tàu thì cái mực nước dao động ở cái mức là trung bình. Còn đối với thủy triều ở cái vùng biển phía Tây, trạm mực nước triều tại trạm Rạch Giá thì dao động ở mức cao. Khoảng thời gian dao động đỉnh triều là từ 0,25 cho đến 0,35 m. Thời gian xuất hiện là từ 18 giờ cho đến 23 giờ. Còn đối với cái xâm nhập mặn từ nay cho đến cuối tuần thì ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có xu hướng giảm ở giữa tuần, sau đó thì lại tăng lại. Độ mặn cao nhất tại các cái trạm phổ biến ở mức cao hơn cái độ mặn trong cái tháng 4 năm ngoái, và cái chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn ở các cái cửa sông chính thì khá là cao. Đối với sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây thì cái phạm vi xâm nhập mặn là từ 75 cho đến 90 km. Còn đối với sông Cửa Tiểu và Cửa Đại thì phạm vi xâm nhập mặn là từ 50 cho đến 62 km. Trên sông Hàm Luông thì dao động là từ 60 cho đến 65 km. Còn đối với trên sông Cổ Chiên thì phạm vi xâm nhập mặn là từ 45
cho đến 55 km. Còn đối với khu vực sông Hậu thì cái phạm vi xâm nhập mặn là từ 40 cho đến 55 km. Còn đối với sông Cái Lớn thì cái phạm vi xâm nhập mặn là từ 45 cho đến 50 km. Do đó mà bà con nông dân thì cũng cần phải tích trữ lượng nước ngọt khi triệu thấp để mà chúng ta có thể là phục vụ trong cái sản xuất và trong cái cây trồng. Ngoài ra thì bà con cũng cần phải thường xuyên cập nhật các cái bản tin khí tượng thủy văn để mà chúng ta, nhất là những nơi mà có cái hệ thống điều tiết cái lượng nước mặn thì bà con cũng cần phải lưu ý. Dạ vâng, cảm ơn những thông tin của cô ạ. Như vậy thì nhà nông chúng ta cũng phải cập nhật thường xuyên những thông báo về độ mặn ở địa phương để có biện pháp ứng phó trong canh tác nhé. Phần cuối chính là những thông tin thời tiết biển. Xin mời cô thông tin đến bà con mình ạ. Về thời tiết ở khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam thì chủ yếu là có cái mưa rào vài nơi. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau cũng như khu vực Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan thì là gió nhẹ trong nửa tuần đầu. Sau đó thì gió chuyển dần sang Đông Nam nhưng mà cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Nhìn chung thì trong tuần thì cái sóng không cao, gió thì không mạnh, khá thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Dạ vâng, rất là cảm ơn cô Điệp với những thông tin thời tiết thủy văn rất là cần thiết đến cho bà con nhà nông mình. Chúc cô sẽ có nhiều sức khỏe và một tuần làm việc vui vẻ ạ. Và con thân mến, như vậy thì tình hình chung cho thời tiết tuần này đó là nắng nóng, và sang đến cuối tuần cũng như là đầu tuần sau thì nó tăng cả về diện và lượng nữa. Trong khi đó thì một số nơi đang có những cái trà lúa đang trổ, giống như là Kiến Tường, Tân Hưng của Long An và một số nơi của Đồng Tháp như là Tân Hồng. Thì theo kinh nghiệm của nhà nông, nếu mà lúa mà trổ trong cái tiết nóng như thế này thường năng suất sẽ không cao. Và chúng ta xét về mặt khoa học thì cũng rất là hợp lý, khi mà nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sức sống của nhị đực, dẫn đến cái tình trạng đó là thụ tinh không được diễn ra, dẫn đến cái tình trạng đó là lép. Và để hạn chế cái biểu hiện này thì bà con chúng ta có thể bổ sung cái chế phẩm đó là Carbofos, và bắt đầu từ giai đoạn trồng đến trổ thì có thể hạn chế được. Và nói về trà lúa hè thu sớm thì nếu mà được thì chúng ta hãy chọn cái phương pháp đó là xả nước thay vì chúng ta xả ướt, bởi vì xả nước có thể ngăn cái tình trạng đó là nắng nóng tác động trực tiếp đến cái hạt giống khi mà gieo xạ, cũng như là tránh cái tình trạng đó là hồ mặt mà cái hạt lúa chúng ta không thể đâm rễ bám xuống dưới được. Và xả nước thì cũng có thể là chúng ta ém cỏ trong những ngày đầu, và sau 2-3 ngày xả ra khi mà rễ lúa đã bám chắc vào đất rồi thì chúng ta phun diệt mầm cũng rất là hợp lý bà con ha. Và đừng quên là chúng ta cường lực hạt giống với Supercat trong cái phương pháp chúng ta ngâm hoặc là ủ một gói 10g cho 20kg giống thì có thể giúp cho cái hạt giống chúng ta chống chịu được trong những cái ngày đầu nắng nóng. Và nếu mà chúng ta chọn cái phương pháp mà xả ướt rồi thì tốt nhất là chúng ta nên xả vào buổi chiều, về đến chiều tối và ban đêm thì cây lúa chúng ta nó có thể bám rễ tốt hơn so với ban ngày. Và nắng nóng thì bên cạnh đó thì những ngày qua, trong những ngày cuối tháng 3 thì có xuất hiện đó là mưa trái mùa, thì những cái trà lúa hè thu sớm mà đang giai đoạn đẻ nhánh thì có biểu hiện đó là vàng cam chết cây. Và trong thời gian tới thì chắc chắn là An Phát Nông sẽ chuyển tải sớm đến bà con mình những cái biện pháp để hạn chế cũng như là khắc phục tình trạng này. Bà con chúng ta nhớ đón xem nhé. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau.